Hello anh em, chào mừng quý trở lại cùng mình nhé. Thế mình sẽ chọn nhân vật nha. Cái lấy thơ vào game này. Thank you.
Thank you.
What?
con nhiệm vụ mà này nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn thấy hãy nhớ like, share cho mình nhé. Thank you.